Ok, thế thôi. Đấy. Vừa rồi mình mới cho các bạn nghe thử một đoạn âm thanh được phát ra từ một cái loa nhỏ xíu như thế này. Đó. Đây là Divum Espresso, một cái tên có thể nói rằng mình tin là sẽ lạ lẫm với nhiều người. Nhưng khi nhắc đến Divum thì các bạn sẽ biết đến những cái mẫu loa, những món phụ kiện với sự cute, vẻ đẹp. Đặc biệt hơn nữa là mức giá của nó vô cùng cao. Ví dụ như trước đây mình có một cái loa 6W đâu đó giá tầm 1.000.000. Nhưng cái mẫu mình đang có ở đây này, cái con Divum Espresso này này, nó sẽ được hot sale tại Hoàng Hà Mobile trong vòng 5 ngày từ ngày 1 tháng 4 cho đến hết ngày 5 tháng 4 với mức giá chỉ còn là 590.000 mà thôi. Và thật sự với 590.000 để sở hữu cho mình một cái loa vừa đẹp, vừa nhỏ, vừa gọn, nghe vừa hay lại còn nhiều tính năng thì mình recommend cái loa này. Hãy cùng mình đánh giá kỹ hơn về Divum Espresso cho video ngày hôm nay nhá. Vừa 4 cái thôi. Intro. Thế thì quay trở lại với cái mẫu loa này thì các bạn có thể thấy trên mặt bàn mình đang có ở đây là ba màu khác nhau. Đấy là màu đỏ, màu đen và màu trắng. Thực sự luôn là nhìn vào cái loa này mình thấy nó giống một cái món đồ trang sức hơn là một cái loa để các bạn mang đi mang lại. Ở bên trong cái hộp và phụ kiện của chúng ta được tặng kèm thì các bạn sẽ có một cái món đồ rất là hay. Đây, chúng ta sẽ được tặng kèm một cái móc đeo. Đó, như này này. Các bạn có thể đeo vào cái loa và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái món đồ trang sức như thế này, trang trí như thế này. Các bạn có thể mang đi mang lại một cách cực kỳ dễ dàng và thực sự luôn. Và cái thiết kế của cái loa này thì ai có thể chê được thì mình không hiểu là họ chê bởi một cái gì. Tại vì nó quá đẹp luôn, đối với cái góc nhìn của mình nó thực sự rất là đẹp. Vòng núm xoay, rồi những cái nút bấm các thứ nhìn nói chung là cưng dã man luôn. Và nếu như các bạn không biết thì cái công suất của cái loa này vào khoảng tầm 4W. Và với công suất như thế thì nó có thể phủ được âm thanh trong những cái phòng với diện tích vào khoảng tầm 15m2. Thì tức là nếu như các bạn nghe trong phòng ngủ hoặc là các bạn mà làm việc với laptop này, hoặc là các bạn làm việc với điện thoại các thứ mà muốn có một cái chất lượng âm thanh tốt hơn, đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái loa này mang lại trải nghiệm rất là ok. Hoặc là thậm chí là đôi khi các bạn có thể mở nhỏ nhỏ để chúng ta nghe nhạc khi đi ngủ. Mình tin là nhiều bạn thì có cái thói quen đấy là không nghe nhạc thì không thể nào ngủ được. Thì rõ ràng cái loa này nó là một cái dụng cụ gì đấy quá hay khi các bạn mà cần phải đi ra ngoài, như là đi du lịch này hay là đi công tác cái thứ gì đó chẳng hạn, thì rõ ràng quá tuyệt vời với cái mặt trải nghiệm này. Các bạn có thể sẽ không kỳ vọng quá nhiều vào cái chất âm của một cái loa bé xíu như vậy. Nhưng bản thân mình đánh giá thì chất âm của nó nghe vẫn rất ok khi mà vừa nãy mình cho các bạn nghe thử một đoạn rồi ấy. Nó nhỏ như vậy thôi nhưng nó vẫn mang lại đầy đủ những cái giải âm với một trải nghiệm khá là tốt. Nó không có cái loa sub, tức là cái loa tạm âm bass. Nhưng bản thân mình đánh giá là cái âm bass của cái loa này ở mức gọi là tạm chấp nhận được. Chứ nó không phải là kiểu gần như là không có, giống như một vài những mẫu loa trên smartphone, loa trên laptop bây giờ. Cái này chất lượng âm thanh mình đánh giá là trải nghiệm vẫn rất là ngon. Âm mid này, rồi âm treble, nó vẫn thể hiện được một phần nào đó chất âm. Nói chung là nghe kiểu giải trí một cách thoải mái, nhẹ nhàng, dễ chịu ạ. Thì mình vẫn đánh giá thực sự rất là cao cái loa này. Nhưng đương nhiên chất âm không phải là cái thứ gì đấy mà các bạn có thể gọi là kỳ vọng quá nhiều vào một cái loa nhỏ bé như vậy. Vậy thì mình có thể kỳ vọng được những cái gì? Kỳ vọng bởi vì cái tính năng của nó rất là nhiều. Ở đây các bạn sẽ có một cái khe cắm thẻ nhớ microSD. Và các bạn có thể cắm trực tiếp cái thẻ nhớ vào cái loa này để mà chúng ta phát nhạc trực tiếp luôn, không cần nhất thiết phải kết nối đến những cái điện thoại bên ngoài. Và nếu như các bạn có bố mẹ mà hay đi gọi là tập thể dục vào buổi sáng ấy, thì đây cũng là một cái món quà mình nghĩ là hợp lý. Tại vì các cụ thì đi tập thể dục thì đương nhiên không bao giờ muốn mang một cái loa thật là to. Và cái gọi là trải nghiệm nghe nhạc của các cụ thì cũng gọi là có nhạc cho nó vui là được rồi. Đỡ phải đeo tai nghe, suy giảm thính lực sau một khoảng thời gian dài. Tại vì các cụ mà, chứ đâu phải là như thanh niên tụi mình nữa mà nghe đeo tai nghe liên tục được. Sử dụng những cái loa như này ok hơn. Và đây cũng là một cái điểm cộng về mặt tính năng. Ngoài ra nó cũng có luôn một cái mode đấy là sử dụng để mà nghe đài FM trực tiếp. Đó. Ở đây cũng là một trong những tính năng có thể nói là đặc trưng của những thiết bị đến từ nhà Divum. Tại vì với việc nghe đài FM thì nó cũng sẽ giúp cho có thể nói là các cụ ở nhà cập nhật tin tức một cách dễ hơn thay vì cái việc cứ phải cắm mắt vào màn hình TV. Tại vì nói thật với các bạn là đôi khi mắt nhìn chẳng rõ thì làm sao mà theo dõi được trên TV đúng không? Nghe đài nó vẫn có cái hay của nghe đài. Thế nên bây giờ kiểu VOV các thứ vẫn cứ phải gọi là phát triển âm. Ok.
Ngoài ra nói kỹ hơn một chút về ba phiên bản màu sắc của chúng ta thì mình sẽ có ở đây là phiên bản màu đen này, và chúng ta sẽ có những cái điểm khuyết ở đây màu vàng này, cái này là màu đỏ này, điểm khuyết ở đây sẽ là màu đen này, và cái màu trắng này thì nó cưng nhất đấy, nó lại điểm khuyết ở đây là màu hồng, và thậm chí còn in luôn cả logo Starbucks lên đây. Mình thấy nó cũng hơi bị lạ, không biết có ăn bản quyền gì không. À không, logo này khác Starbucks một tí, nó chỉ hơi kiểu ha ha giống thôi, nên là anh em vẫn có thể tự tin để sử dụng một cách ok. Và chúng ta cũng sẽ có một cái vòng ở đây này để mà tăng giảm âm lượng, và bên cạnh đó chúng ta sẽ có một nút mở để chuyển đổi qua ba chế độ, đấy là Bluetooth này, thẻ nhớ và FM. Bên cạnh đó thì sẽ có một cái nút gạt nguồn ở đây, và quan trọng hơn cả là hai nút đấy, cộng trừ. Các bạn biết để làm gì không? Để mà chúng ta có thể nách bài hoặc là quay trở lại về bài cũ. Nói chung là đầy đủ những cái phím cứng để giúp các bạn có thể trải nghiệm được luôn. Và các bạn cũng lưu ý nhé, ở đây mình sẽ có một cái phần đèn LED để thông báo là nó có đang mở hay là không. Và màu xanh này là chế độ Bluetooth này, màu trắng này là chế độ thẻ nhớ này, và màu vàng chính là chế độ FM đấy các bạn. Đơn giản, dễ dùng, vừa gọn vừa đẹp, giá lại còn tốt nữa. Thì các bạn nghĩ sao về cái mẫu loa này của mình? Divoom Espresso, hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Đừng quên là nó sẽ được flash sale trong vài ngày tại Hoàng Hà Mobile. Và với mức giá chỉ 600.000 như thế, 590.000, thì mình đánh giá thực sự rất cao cái loa này, bởi vì nó vừa đẹp, vừa nhiều tính năng, nghe lại còn hay. Các bạn nghĩ sao? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!